Xin kính chào toàn thể các bác. Lâu lắm rồi em mới về cái dòng vỏ thùng loa này. Đây là vỏ thùng loa JBL Direct 725, thùng xịn và cao cấp nhất hiện tại đang có trên thị trường. Thùng này là sơn sần giả cát, gọi là sơn sần cát các bác nhé. Thùng có ke dây treo trên nóc đầy đủ hết. Đấy. Cái thùng này là ốc chôn gen, bát check chôn gen, họng kèn đầy đủ cho các bác. Và giá cũng các bác không tưởng tượng được đâu. Ngày trước cách đây 2 năm giá là 4,6 triệu, bây giờ nó chỉ lên 4,7 triệu. Đấy, bây giờ cũng chỉ lên 4,7 triệu, nhưng 4,7 triệu này có ốc chôn gen. Thế tính ra là giá vẫn như ngày xưa các bác ạ, giá vẫn như ngày xưa, vẫn hợp lý và vẫn là rẻ. Đấy. Thùng gỗ ván ép chịu nước loại cao cấp, phiên bản gỗ này là gỗ bạch dương loại 1. Đấy, bạch dương loại 1 thì mới có giá này. Còn gỗ này nó còn đắt hơn các loại gỗ nha, bên đang đóng trong cái thùng này. Độ cứng ấy, thì gỗ này nó sẽ nhỉnh hơn một tí, cứng nó sẽ cứng hơn tí. Đấy, các bác nhá. Nhưng là cái thùng này là vẫn theo kiểu là thương mại hóa, nên là nhiều cái chi tiết bên trong thùng, ví dụ cái khoang này này, cái tấm gỗ này này, gỗ MD này, cái tấm gỗ này nữa này cũng một gỗ MD này. Đấy, tức là cái khung ngoài, khung trước sau trái phải trên nóc và dưới đáy thì là gỗ bằng ván ép. Còn cái khung ở bên trong thùng này là bằng gỗ MD. Đấy, nó là gia cố. Đấy, thì thường thường đó là vậy. Các bác nhá. Thùng theo kiểu là sơn sần cát, hàng cao cấp. Thùng này thì hiện tại bên em vẫn cung cấp đều cho các bác nhá. Hôm nay có bác khách bác đặt nẻ thì tranh thủ lấy về xong là quay review cho các bác. Mùa này chắc vào vụ rồi nên là kiếm ăn được cái gì là cứ kiếm thôi. Đấy. Sơn sần cát, sờ cái sơn này nó sướng tay. Nhưng mà các bác sờ theo kiểu vuốt này thôi, nhưng mà lúc sau là thôi bung luôn cái mảng ra, nó như giấy giáp. Tức là cái sơn của nó hệ cao cấp. Các bác vuốt hay là các bác đặt tờ giấy lên miết một phát cái là lúc sau giấy vô vẩn rách luôn. Tờ sơn này là sơn chống chảy xước. Đấy, lại cao cấp đến mức ý cơ mà. Ở đây là cái phần lưới này. Thì ngoài ra bên em vẫn nhận sơn sửa mông má lại những cái thùng loa đã cũ và kém theo thời gian của các bác nhé. Anh em nào buôn hàng vãi mà có muốn mông má lại thùng thì liên hệ trực tiếp với em. Giá vô cùng hợp lý thôi. Giá vô cùng hợp lý. Đáng nghĩa cái này không kể đâu, nhưng mà một này ế thì nhận thêm thôi. Với cái đặc biệt nữa là bên em có thêm một kênh YouTube nữa là Văn Lộc cái gì cũng biết. Em sẽ chuyên đăng review những sản phẩm hàng trung bình, hàng rẻ cho các bạn. Giá rất hợp lý luôn. Ok, thì bây giờ không đinh tinh đinh thuyền nữa nhá. Em sẽ ráp option lên hoàn chỉnh và quay lại lần nữa cho các bác cùng xem. Ráp lên là như thế nào thì em sẽ bắn tay sách này. Tay sách này, hậu này, lưỡi này, một cái hoàn chỉnh lên để mà các bác cùng xem là cái thùng này khi mà hoàn chỉnh lên nó trông nó như thế nào các bác nhá. Hưng Yên một ngày nắng gió. Em quay các bác xem này là các bác hết sức thông cảm nhá, bởi vì điều kiện ở đây nó khá là hạn hẹp. Sân nó không được rộng, nhỏ, bé mà vẫn phải quay cho các bác xem này là thuộc dạng là ối ôi rồi. Nhiều các bác sẽ chê nhưng mà bên em thì có sao nó luôn như vậy. Đây là bên trong thùng này là có riêng cái bao này là bao ốc chôn gen. Mà ốc gen to ấy, mà ốc gen bé đâu nha các bác nhá. Ốc chôn gen này, hậu loa này, ốc tay sách này. Đấy. Họng kèn em vừa quay rồi. Đây là cái họng kèn nữa này. Đây một cái họng kèn nữa này. Kèn này rất là to nhá. Kèn này kèn xịn. Cái này nó của Trung Quốc. Đấy. Cái này nó của Trung Quốc này. Đấy. Còn các bác nào lấy food option như là cả thùng cả phân tần luôn thì có nhá. Trong đây là có sẵn cả phân tần luôn. Trong đây là có sẵn luôn cái phân tần mà theo bác khách là bác đặt. Bác đặt là phân tần liền luôn cả hậu loa. Đấy. Đây là cái phân tần bảo phân tần hậu này. Tức là bác khách này đặt là food option là cấu hình cao cấp nhất. Như phân tần này hiện tại bên em đang bán trên thị trường là 1,5 triệu một đôi, là phân tần liền hậu, có sử dụng hai cái chế độ đánh là một là passive, hai là pick arm ấy. Thì các bác gạt xuống dưới là pick arm, còn các bác gạt lên trên là passive. Pick arm thì các bác đấu cộng 1-1 nó sẽ là nó bát kêu, và cộng 2-2 là nó tép kêu. Nó có sẵn trên cái mạch của cái bộ phân tần như này. Em sẽ quay luôn cho các bác xem đầy đủ chứ không có giống này. Đấy. Còn các bác mà chơi về
PCV thì cộng 1 trừ 1 nó sẽ kêu quả bát lẫn tép. Đây là cái phân tần này. Phân tần này là giá là 1 triệu 500 nghìn một đôi. Đã nghĩa 1 triệu 550 thôi nhỉ, bớt số 50 đi. Đấy. 1 triệu 500 nghìn một đôi phân tần này. Và cả thùng, cả phân tần này hoàn chỉnh lên là vào 6 triệu 1 một đôi và em bao ship. Nhưng các bác lấy cả thùng cả phân tần em sẽ khuyến mại. Như vậy là chỉ còn có 5 triệu 9 thôi nhá. Là cả thùng cả phân tần. Khuyến mại luôn cái cống nắp, tiện cái nắp luôn và giảm giá cho các bác một tí. Ví dụ các bác lấy mỗi thứ một tí, mỗi thứ một tí thì em sẽ giảm giá luôn. Đấy, để các bác thấy cái gì nó vui vui. Đấy. Thật ra vài trăm nghìn chả quan trọng gì, nhưng với nhiều các bác thì 100 nghìn cũng quý. Nên là em giảm được cái gì hay là hạ giá được cái gì thì em sẽ giảm giá và coi như là khuyến mại cho các bác. Nhiều các bác cũng rất là thích cái kiểu như bên em bán, lấy nhiều mấy cái thứ linh tinh cộng lại là giảm giá. Nhiều các bác cũng rất là ưa thích cái kiểu đó. Thì bây giờ không linh tinh lên thêm nữa nhá, em sẽ lắp vào hoàn chỉnh lên cả thùng cả phân tần. Đấy. Và nát nữa thôi, từ giờ đến tối là phải đóng gói và gửi xe cho các bác khách ở trên khu vực miền Bắc này. Đấy. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm liên hệ trực tiếp nhá. Trước mặt các bác đây là một chiếc vỏ thùng em đã mất công ráp khá là hoàn chỉnh lên nhá. Nhưng tuy nhiên các bác vẫn thường nhìn thấy bên trong thùng nó có cái gì, bởi vì là giờ là chưa có củ noa. Và các bác xem đây là cái thực tế ngoài trời nhá, quanh ngoài trời nó sẽ được như thế này. Em sẽ đo cái kích cỡ cho các bác xem nhá. Chiều ngang mặt trước là vào 53,5 cm. Chiều sâu của cái bản thân thùng này, chiều sâu các bác ạ, thước này hơi trơn tí, là vào 52,5 cm. Và tổng thể chiều cao của cái thùng này khá là cao các bác nhé. Tổng thể chiều cao của thùng này là vào 1m21. Tức là kích cỡ thì nó to tương đương với H1 215 mà bên em vẫn hay có bán. Nhưng mỗi dòng thì nó có một cái định hướng âm thanh riêng. Và cái dòng này thì nó là đánh full ram, mở mặt rất là tốt. Họng kèn với góc mở là 75 độ x 50 độ. Các bác về mà sử dụng ấy thì lưu ý nhá. Nếu mà về mà thấy vướng thì các bác bóc bỏ cái tem này đi. Bởi vì bây giờ em nhìn thấy là cái họng kèn nó đánh thì nó sẽ bị cản lại bởi cái tem này một tí. Nên là âm thanh nó có vẻ hơi không được ổn lắm. Thì đây là trên đây là hoàn chỉnh một chiếc các bác nhá. Thùng cũng khá là nhẹ thôi, không nặng lắm. Rất là to và hoành tráng, cực kỳ là đẹp. Thùng bán thì phải bán những cái hàng nó cao cấp và nó xịn này. Để các bác về dùng ý, thì mua một lần nhưng mà sẽ nhớ tên suốt đời. Thay vì là các bác mua xong là độc quay thùng nó hỏng thế này thế kia, thì các bác dùng cái thùng này cứ yên tâm tuyệt đối đi. Cứ tầm 5 năm bắt đầu các bác mới phải thay một cái thùng. Thùng đắt tiền thì nó là như thế, còn cái thùng rẻ tiền thì nó không được như này đâu. Thùng này là phiên bản cao cấp này, trên nóc có dây treo này. Đấy. Còn phiên bản mà full option cao cấp hơn nữa thì chắc chắn là nó sẽ có nhiều khuy treo vỉ ruồi hơn. Ví dụ tổng thể một cái thùng là nó vào trên nóc 2 cái, dưới đáy 2 cái, xong lưng 1 cái là 5 cái. Đấy, thì nó sẽ đắt tiền hơn. Đấy. Thùng rất là đẹp các bác nhá. Nhìn trông nó rất là đẹp, cực kỳ sang nét, chi tiết và tỉ mỉ. Hàng Hưng Yên thôi, hàng Hưng Yên. Nhưng mà đạt được cái chất độ như thế này thì nó cũng không phải là chuyện vừa đâu. Mà nó rất là ít đơn vị nào dám cung cấp với mức giá này và cam kết các bác là hàng đẹp như này. Thì đây là trên đây là nguyên đơn hàng của một anh khách ở trên khu vực một số tỉnh phía Bắc nhé. Em không tiện kể tên tại địa chỉ như nào đâu. Nhưng các bác quan tâm đến sản phẩm này thì liên hệ trực tiếp các bác nhé. Xin chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong những video clip lần sau.